ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Viết Hưng cùng lãnh đạo công an huyện. Thời gian qua, cấp ủy chi bộ cũng như ban công tác mặt trận thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 8 tổ tự quản trên địa bàn được củng cố kiện toàn. Ban công tác mặt trận và tổ hòa giải đã giải quyết một vụ tranh chấp đất đai, tổ chức ký cam kết cho người dân về việc nghiêm cấm các hành vi vi phạm về pháo nổ. Đặc biệt, mô hình vùng giáo an toàn về an ninh trật tự đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân. Vì vậy, trong năm qua, trên địa bàn thôn không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không có các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Các vụ việc mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở. An ninh trật tự trên địa bàn ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tặng giấy khen cho nhân dân và cán bộ thôn An Phúc Lộc và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Xuân Liên.